Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, thì tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ là 5 giờ chiều ngày 29 tháng 10 năm 2019. Vâng, thì tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ và một bộ sập ngồi, kèm theo bộ cuốn thư câu đối và của một vị khách hàng, đó là anh Bình và anh ở Việt Trì. Và hiện tại anh đang công tác ở tại Sóc Trăng và anh đang đặt hàng rồi và hôm nay đã hoàn thiện. Và để sáng ngày mai là sáng ngày mùng 1 tôi mang bàn giao cho anh ở tại Việt Trì. Và thì đây giới thiệu quý vị đây một chiếc cặp chất liệu ngũ vụ Lào và có kích thước là 1m8 2m2, hàng đục siêu vít. Và chiếc cặp này là chúng tôi chạm gọi là nho cổ và gọi là ngũ phúc cà nho cũng là nó. Và đây thì em giới thiệu cho quý vị là cái độ tinh tế của cái dập sập của anh Bình như thế này. Đây là cái chạm rất là tỉ mỉ. Và đây, nhìn này, thấy chưa, những chim sóc nó những đuôi sóc nó đang ăn là cành nho đây và nó đang gườm nhau, nhìn rất là chi là sống động này. Quý vị thấy chưa, phải là một bàn tay nghệ nhân thì mới chạm từ khúc gỗ mà nó trở thành những con vật như này được nhé. Và cái trung tâm một chiếc dạ ở giữa là đôi chim đây, đôi chim nó đang tình tứ với nhau như này. Đó, như ở ngoài đời luôn. Cành hoa thì rất là sắc nét. Ở đây cái gì rồi, kẻ tót những cái cành này, hoa nó mỏng tanh luôn nhá, nó sắc nét này, đến từng chi tiết luôn, từng cái nhuệ luôn. À, thấy chưa, con chim thì đuôi chim thì không phải bàn cãi rồi, nhìn những chim thật rồi. À, cái gì nhìn chim nữa nhá, cái vẻ đẹp của cái sập này nhá. Vâng, thì bên này cũng lại một đôi sóc gà gặm nho như thế nữa. Và thì bên trong kia là chiếc sập thờ, bên trong này này. Chiếc sập thờ này là chân 22, kích thước dài 2m17 và rộng 1m07 và cao 1m17. Chất liệu gỗ vụ tất quý vị ạ. Và thì đây là đôi cuốn câu đối cũng của anh Bình. Đây toàn bộ của anh đây. Nó đang hơi chặt nhưng tôi không xếp vào thành bộ nên là quý vị thông cảm. Và xưởng nó hơi lủng củng một chút. Và thì khác với những đôi câu đối kia là ba chữ ở cuốn thư là đục Đức Liêu Quang, như đây là của anh Bình là được chúng tôi chạm theo ý của gia đình, gọi ba chữ gọi phụng tổ đường. Và đây thì được chúng tôi ba chữ này được chúng tôi rác bạc. Và rác bạc đục cảnh mai điểu và rất chi là đẹp. Đây thì toàn cảnh bộ sập của những người đang xếp thành bộ đó. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ sập thờ, sập ngồi như của anh Bình này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nhé. Chuyên làm theo đặt hàng theo đơn yêu cầu của quý vị nhé. Trong mọi lĩnh vực, điều kiện, mẫu mã, kiểu mới chúng tôi đều đáp ứng cả. Một đôi độc bình siêu vít tôi vừa mới tiện xong và vẫn chưa kịp giới thiệu với khách hàng được. Và ngày mai tôi sẽ cho ra bên ngoài, tôi sẽ quay cho quý vị xem. Và thì đây còn của anh Bình nữa, còn một cái bức này nữa. Anh treo bên trên bàn thờ, xong rồi hai bên là hai câu đối, ở giữa là cuốn thư đây. Đấy. Đấy, chữ đó là chữ phúc nữa, còn hai bên là tôi đục gọi là Lý Ngư Vọng Nguyệt. Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đây anh Bình nhá. Đây để quay này xong để gửi video cho anh Bình. Hiện nay anh đang công tác tại Sóc Trăng, anh không về được.
và thì còn trường kể, bộ trường kể của anh đã đang phòng sơ, những người đang bắt đầu sơ nơi vào để anh Hưng ơi, anh tập hộ em cái biển đồ gỗ tùng tám ở ngoài sập như vào đây em gái. Đây, chiếc sập này là bộ trường kể của anh Bình đây. Đấy, đang trong phòng sơn của tôi, đang bắt đầu sơn này. Ngày mai là bắt đầu cho toàn bộ này của anh Bình nhá. Và thì chiếc trường kể này là bằng vũ chất liệu vũ vụ tất quý vị nhá. Và chiếc trường kể này là có kích thước là 2m17 và được chúng tôi đục cảnh tứ quý. Anh dựng vào cái ở đấy nha. Đấy, chúng tôi đục cảnh tứ quý tùng chú Phúc Mai, dạ là đục ngũ phúc. Đấy. Vâng, để cho em lấy nhá. Đâu lấy sáng hay rồi.